Thân mến chào quý vị phụ huynh và các em học sinh. Ngày hôm nay Diên Khánh sẽ hướng dẫn cho các em học sinh nội dung của bài số 2 tiếng Anh 6 IELTS Must Word. Nội dung bài tập này được thầy biên soạn dành cho các em với những cái lượng từ vựng cũng như là cấu trúc ngữ pháp mà các em đã học chủ yếu là ở Unit 2 và có một số có thể rơi vào Unit 1. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là những cái dạng bài tập mà các em sẽ rất là hay gặp trong các bài kiểm tra định kỳ cũng như là sau này trong các cái kỳ thi dài hơn như là thi tuyển sinh vào lớp 10. Do đó các em cố gắng cùng theo dõi. Ở bài số 1 thì đề yêu cầu là mình sẽ tìm những cái từ gạch dưới mà những cái chữ gạch dưới mà phát âm khác với những từ còn lại. Ví dụ ở câu số 1 chúng ta có literature, môn văn, biology, môn sinh, history, môn sử, information technology, công nghệ thông tin. Như vậy ở cái từ đầu tiên chúng ta có là lit, như vậy là âm y thì mới tạo được là thành là literature. Và tiếp theo tương tự như vậy là biology, âm I ha, history, âm I và information, âm I. Như vậy rõ ràng đáp án chính là yes, biology. Câu số 2, lucky, why, family, history. Lucky là may mắn, âm I. Why, tại sao, âm I. Family, âm I, gia đình. History, lịch sử, âm I. Như vậy đáp án chính là why. Câu số 3, teacher. Chúng ta đọc hơi ngâm một chút. Các em đừng có đọc là teacher mà là âm y nó hơi dài. Chúng ta sẽ ngâm ra teacher, head, heavy, breakfast. Như vậy đầu tiên là âm y, tiếp theo là âm e. Heavy là âm e là nặng đó. Breakfast là bữa ăn sáng. Và head là cái đầu của mình. Như vậy đáp án sẽ là teacher. Câu số 4, what, âm what, which, when. Chúng ta rõ ràng nhận diện được âm what, nhưng qua từ cuối cùng là who, không âm what, W phía trước gần như là bị triệt tiêu, cần là who, do đó who sẽ là đáp án khác. Và what được dùng khi các con muốn hỏi một cái vật gì đấy, which cũng là một cái gì đấy nhưng mà thường nó tiên về một sự lựa chọn, when là để hỏi thời gian ha. Chúng ta qua câu số 5, literature, kite, mind và fly. Như vậy literature là âm y ở phần ở cái dưới cái từ gạch ở dưới cái âm gạch dưới thì mình sẽ âm là âm y. Kite âm i, mind âm i và fly là bay. Kite là cái diều. Do đó đáp án sẽ là literature. Rồi, chúng ta sẽ qua dạng bài thứ hai. Người ta yêu cầu mình là hãy tìm một cái từ mà hoặc là ý nghĩa nó khác hoặc là từ loại khác, nói chung là khác với ba từ còn lại. Từ đầu tiên music, physics, biology, theater, môn âm nhạc ha, môn vật lý, môn sinh và rap hát, thì đương nhiên rap hát sẽ là loại ra, tại vì A, B và C là liên quan tới môn học. BE là viết tắt của Physical Education, là môn thể dục. IT là viết tắt của Information Technology, là môn công nghệ thông tin hay gọi là môn tin học. SYNC là cái bồn rửa và Literature là môn văn. Như vậy, A, B và D chỉ môn học, chính giữa là chỉ đồ vật, sink. Calculator, pencil case, eraser, blanket. Calculator là cái máy tính, pencil case là viết, eraser là cục gom và blanket là cái mền để mình đắp. Rõ ràng cái mền là không liên quan, A, B và C là liên quan với nhau là dụng cụ học tập của mình. Chúng ta chọn phương án D là phương án khác với những phương án còn lại.
Chúng ta qua câu số 4. Classroom, notice board, chalk, fridge. Classroom là phòng học, notice board là cái bảng thông báo, chalk là viên phấn và fridge là tủ lạnh. Như vậy A, B and C liên quan tới trường học, chỗ điểm trường học. Nhưng fridge thì liên quan đến những đồ dùng trong gia đình, tủ lạnh chúng ta sẽ chọn. Librarian, library, classmate, teacher. Như vậy librarian là người mà trông coi thư viện đó, hay mình hay gọi là người thủ thư đó. Library là cái thư viện, classmate là bạn cùng lớp và teacher là thầy cô giáo. Do đó A, C and D là chỉ người và library là chỉ một tòa nhà. Chúng ta sẽ chọn file O. Cái này thầy nhầm nha. Chúng ta sẽ chọn là library mới đúng ha, chứ không phải là classmate. Chúng ta qua câu số 3. My favorite food is chicken rice. What is yours? Thức ăn yêu thích của tôi là cơm gà. Và thức ăn của bạn là gì? Có thể là what is your food, your favorite food. Nhưng mà thay vì mình nói là your favorite food, mình có thể thay bằng yours. Có nghĩa là mình sẽ sử dụng một đại từ, một đại từ sở hữu ha, để thay thế. Câu số 2. We want to go this afternoon. Đi bơi thì mình sẽ không có dùng to, mà mình dùng một động từ tên biến trực tiếp, đó là từ swimming. Nhưng mà swimming mình lưu ý là phải gấp đôi m, do đó đáp án sẽ là câu án phương án đi. She really likes computers. Cô ta thực sự thích. Ở đây mình sẽ hiểu là sử dụng ha, chữ use đang cho bên dưới là sử dụng. Cô ta thích sử dụng máy tính. Thế nhưng chữ likes thì có hai trường hợp, hoặc là to, động từ theo sau là to, hoặc là thêm in. Nếu như mà likes cộng verb in á, thì nó có nghĩa là một cái sở thích mà lâu dài cố hữu từ xưa tới giờ của mình. Còn like mà cộng với to infinity á, động từ thêm to, thì là một cái sở thích bất chợt xảy ra. Ở đây thì mình sẽ không có cái trường hợp kia. Nếu mà to ở câu D thì chúng ta có thể dùng là to use thì có thể chọn được. Nhưng ở đây không phải là to use mà là to using, cho nên mình loại luôn. Mình chỉ chọn lại một cái trường hợp thêm in, đó là using. Câu số 4. About là giới từ. Sau giới từ động từ thêm in. Chúng ta lưu ý ha. Sau giới từ thì động từ thêm in. Do đó các con sẽ chọn phương án đi. Reading. How about reading English books? Câu số 5. Mà sai mà xem đó là câu lạc bộ thì mình sẽ hiểu là đăng ký. Đăng ký thì người ta dùng với giới từ up. Do đó câu này sẽ là sign up. Do you want to sign up for some clubs? Câu số 6 mình sẽ nhìn vào câu trả lời. Video games. Video game thì là thường sẽ chơi trong nhà. Trong nhà thì chính là indoor activities, hoạt động trong nhà. Câu số 7, tất cả đều mình nhìn đáp án thì mình thấy dường như là muốn sử dụng là nhiều, thì chúng ta lưu ý là ở phương án B, a lot of sẽ bằng với lots of. Một bên là có a thì không có s ở chỗ lots, ở chỗ chữ lot, và một bên không có a thì có s. Chúng ta lưu ý, do đó đáp án sẽ là B, C đều đúng, chọn phương án D. Enjoys là một động từ theo sau là verb in. Ở đây có hai verb in, đó là doing ở B và eating ở D. Ở đây là arts and craft là một cái môn học, là loại giống như môn thủ công vậy. Thì chúng ta sẽ dùng individual. Chúng ta chọn phương án B. The book club welcomes anyone who. Thì who này sẽ làm chủ ngữ cho cái động từ tiếp theo, và chủ ngữ này đi theo anyone, switch. Do đó chúng ta sẽ chọn động từ thêm s, likes. Số 10, the thì thường thường với đi với like. The này là viết tắt của would I like to study hard for the exam. Đáp án sẽ là 10A. Câu số 11, less, sau less sẽ là động từ nguyên mẫu. Nguyên mẫu là mình không thêm gì hết ha.
chúng ta hay gặp là let's go, chúng ta hay đi let's go, nhưng mà chữ go nó không thêm gì hết. Ở đây tương tự như vậy, chúng ta sẽ chọn một động từ nhập mẫu, đó là phương án A, make. Câu số 12 tổng cùng là chữ leave, là động từ thường. Khi đặt câu hỏi, chúng ta sẽ mượn trợ động từ. Do đó your teachers là chủ ngữ suýt, chúng ta sẽ mượn does. Where does your teachers live? Tại vì học sống ở đâu? Câu số 13 đồng nghĩa với study chính là learn. Câu số 14 đồng nghĩa của từ kind. Đầu tiên handsome là đẹp trai, beautiful là đẹp gái, good là tốt, tử tế, interesting là thú vị. Do đó đồng nghĩa sẽ là câu C. Our classroom is relatively small, but yours is. Phòng học của tôi thì tương đối, relatively small là tương đối nhỏ, nhưng của bạn thì chúng ta có cute là dễ thương, cưng quá, average là trung bình, huge là khổng lồ và new. Như vậy là ở đây chỉ sử dụng từ but, như vậy ý nghĩa hai bên nó sẽ ngược nhau, một bên nhỏ thì bên kia sẽ là to, mà rất to là huge. Câu 16 là một câu ra lệnh, hãy mở sách của bạn và lặp lại theo tôi. Open your book and repeat after me. Chúng ta sử dụng be. Câu số 17, có, there là có nha các bạn, các em. Có nhiều lớp học ở trường tôi, chỉ có một thư viện. Trong đó however là tuy nhiên, but là nhân, so là vì thế, và because là bởi vì. Hai và hai cái ý này có vẻ như là nó tương phản nhau, do đó đáp án sẽ là but, có nhiều phòng học nhưng chỉ có một thư viện. Câu số 18, chúng ta lưu ý vào cái tính từ cuối cùng, đó là famous. Famous thì với giới từ for, và mình nhớ là famous for nổi tiếng về. Câu số 19, what's the matter with him? Có chuyện gì với anh ta thế? Anh ta bị đau răng. Bị đau răng, he là chủ ngữ suýt. Do đó động từ mình sẽ chia thành là has. Câu số 20, có động có từ now ở đây này, thông thường mình sẽ chia thì hiện tại tiếp diễn. Phía trước hiện tại tiếp diễn là to be cộng verb in. Ở phía trước chủ ngữ có sẵn is rồi. Do đó chúng ta sẽ dùng verb in ở phía sau. Learning. Câu số 21, chúng ta để ý vào câu trả lời to the library, đi ra thư viện. Thì mình sẽ hỏi một nơi chốn, đi đâu, ở đâu. Do đó mình sử dụng phương án B, where. Evening, chúng ta để ý evening, morning, afternoon, evening, tất cả đều sẽ đi với giới từ in. In the morning, in the afternoon và in the evening. Television, từ này nhấn âm đầu nè. Một số bạn hay đọc, hay nhấn âm ví là không đúng. Một số bạn vào television là không đúng, mà nó nhấn âm đầu television. Xem TV thì mình sử dụng từ watch. Câu 24, chúng ta nhìn câu trả lời là my English teacher là chỉ thầy giáo tiếng Anh của tôi. Thầy cô giáo tiếng Anh của tôi là chỉ người, mình sử dụng who để hỏi. Does she like sandwiches? Does, hỏi bằng does thì chúng ta lưu ý khi câu trả lời thì ở phía sau thường là không hay để chữ does. Do đó câu A là để chữ do không được, is không được, like không được, chúng ta sẽ chọn câu C. Hỏi bằng does thì chúng ta sẽ nghĩ đến câu trả lời có does không đó. Câu 26, this is my là con gái. Giới tính nữ thường là tên nữ, cho nên chúng ta sẽ sử dụng tính từ sở hữu dành cho nữ là her. Peter là thường là tên cho nam, và tính từ sở hữu dành cho nam sẽ là his. C là chủ ngữ suýt, động từ sẽ thêm s, do đó chúng ta sẽ chọn câu A. Đương nhiên là mình đang nói về thì hiện tại đơn ha các em ha. She wants a banana for her breakfast. Cô ta muốn một ăn trái chuối vào buổi sáng cơ mà. Câu 29, từ eraser này bắt đầu bằng chữ E. Nó là một nguyên âm. Nguyên âm thì gồm có là U, E, O, A, Y ngắn. Và các bạn hay nói đùa là E hỏi đó.
thì trước nguyên âm, chẳng hạn từ eraser bắt đầu bằng một nguyên âm y ha. Tiếng Việt người ta hay gọi là e đó, anh là y, thì buộc mình phải dùng với anh nè. Trước một từ mà trước đầu tiên của cái từ đó mà nguyên âm à, thầy nhắc lại năm nguyên âm đó là u e o e i thì mình sử dụng anh, do đó sẽ là an eraser. Tương tự như thế, từ English teacher bắt đầu bằng chữ e cũng giống như trên luôn, English teacher thì mình sử dụng màu từ anh. Notice board là một cái bảng thông báo, là một cái đồ vật mình sử dụng what. Winter là mùa, chúng ta lưu ý mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông thì sẽ đi với từ in ha. In winter, in the winter, in spring, in summer, chúng ta lưu ý ha. It is not hot in the winter, chúng ta lưu ý. Tôi thích học tiếng Anh, nó thú vị. Dường như cái phía sau giải thích cho cái ý ở phía trước, chúng ta sẽ dùng because. He là chủ ngữ số ít, do đó chúng ta sẽ thêm s vào động từ, và thường thường thêm s ở đối với từ go mà mình thêm như phương án A là sai, chúng ta sẽ thêm es. He often goes to school in the morning. Câu số 35, chúng ta đến từ, thường là đến từ một quốc gia nào đó. Singapore, Vietnamese, English, Vietnam. Câu này có vẻ là không chuẩn lắm nè. Singapore cũng có thể chọn được, hoặc là Việt Nam cũng có thể chọn được nè. Do đó thì ở câu này nếu như mà mình là người Việt Nam thì mình sẽ chọn phương án D ha. Nhưng mà phương án A xét về ngữ pháp vẫn có thể chấp nhận được. We are from Vietnam. Câu số 36, June the 1st là ngày 1 tháng 6. Có ngày, có tháng thì chúng ta sẽ đi với từ on. 37, ai đó là việc ở một bệnh viện. Bệnh viện là sẽ là bác sĩ, doctor. Câu số 38, reading. Reading là động từ thêm in rồi, chúng ta sẽ dùng với một to be để tạo thành thì hiện tại tiếp diễn. I'm reading a book about Quy Nhơn City. Tôi đang đọc một cuốn sách về Quy Nhơn. Câu số 39 có từ like, và dường như câu này có một sự mời mọc, một sự rủ rê, thì người ta hay dùng từ would you like to go to school with me. Câu số 40, người nội trợ thường thường hay làm việc nhà. Việc nhà chính là housework. Trong đó phương án A, homework, là bài tập về nhà dành cho học sinh. Phương án B, housework, là công việc nhà nói chung. Phương án D, hard work, là công việc nặng nhọc. Và phương án D, exercise, là một bài tập. Câu số 41 liên quan tới ngày sinh, chúng ta sẽ dùng thời gian, chúng ta sẽ hỏi là when. When's your birthday? It's in May. Câu số 42, hỏi mời uống sữa, chúng ta sẽ dùng would you like some milk? No thanks. Mình không muốn thì mình trả lời là no thanks. Câu số 43, can you speak Chinese, Elsa? Một ai đã hỏi Elsa thì Elsa trả lời trực tiếp, thì Elsa sẽ xưng là I. No thì mình sẽ thêm not. No, I can't. Câu số 44, chúng ta nhìn ở phía sau là chỉ các môn học. Môn học chính là subjects. What subjects does Peter study at school? Môn học nào Peter học ở trường? Câu số 45, tại sao bạn muốn học âm nhạc? Bạn thích âm nhạc. Âm nhạc thì câu A là để đọc, để vẽ, câu B để viết, câu C và để hát. Âm nhạc thì liên quan tới hát hò, chúng ta sẽ chọn câu đi. Câu 46, Mary đang làm bài tập về nhà, nhưng tôi thì để dành bài của tôi làm sau. Bài của tôi đúng ra sẽ là my homework, thì my homework có thể thay bằng mine tại từ sở hữu ha. Câu số 47, cái này có thể hiểu là máy tính của tôi là laptop, nhưng máy tính của bạn thì là desktop, và máy tính của bạn có thể sẽ là your computer. Your computer sẽ thay bằng yours. Do đó đáp án sẽ là phương án D. Chúng tôi sẽ trao cho họ những cuốn sách tiếng Anh của chúng tôi, và họ sẽ trao cho chúng tôi những cuốn sách tiếng Anh của họ.
Cuốn sách tiếng Anh của họ chính là Their English Books. Và Their English Books sẽ tương đương là theirs. Mình sẽ dùng theirs, đại từ số để mình thay thế. Giờ đó mình sẽ chọn câu B. Tương tự như thế, 49 chúng ta sẽ chọn phương án A. Và từ yours ở phía sau mình sẽ hiểu là your pen. My pen is broken. Can I borrow yours? Câu số 50, chúng ta nhìn câu trả lời là I got to school by bike. Tôi đi đến trường bằng xe đạp. Thì chỉ bằng một cái phương tiện, hỏi một phương tiện thì các em sử dụng how. How do you go to school? I go to school by bike. Ở đây là giới từ thì chúng ta lưu ý số 1, số 2 là chỉ thứ. Thứ trong một tuần thì mình sẽ dùng on. Nhưng ở đây từ thứ 2 đến thứ 6 thì mình tùy theo cái nghĩa của câu thì mình sẽ dùng from và to đối với câu này. Sống trong một ngôi nhà mình sẽ dùng với giới từ in. Và ở miền quê mình sẽ dùng với giới từ in. In the countryside. Số 3 chúng ta thấy có, số 5 chúng ta thấy có in và of, thì chính giữa mình sẽ nghĩ từ front. Lan đang đứng trước một cái cửa hàng và cô ta đang đợi xe buýt. Wait, sẽ đi before. Số 7, agree, sẽ đi with. I agree with you about that. Tôi đồng ý với bạn. Câu số 5 nhưng mà vị trí số 8 vào thứ 4 và thứ 6 sẽ đi với on. Thứ ngày sẽ đi vào, thứ là sẽ đi vào. Hãy nhìn là look at. Và trên bức tường là on the wall. Chúng ta qua chia động từ. Ở đây my grandmother. Hiện tại đơn. Động từ chủ ngữ là ngôi thứ ba suýt. Chủ ngữ suýt thì cho động từ chúng ta sẽ chia. Ở ngôi thứ ba suýt chúng ta sẽ thêm s. My mother gives me a new bike. Số 2 có not, mình sẽ mừng trợ động từ. Doesn't go. Số 3 có once a year, ở cuối câu là thì hiện tại đơn ha. Khi mình thấy once a year, once a week, once a month là hiện tại. Hiện tại đơn. Chủ ngữ là I, you, we, they thì động từ gì giữ nguyên. Câu số 6 có, câu số 4 có every day ở cuối câu, mình sẽ dùng hiện tại đơn. Chủ ngữ là I, you, we, they, động từ giữ nguyên. Hoặc chủ ngữ số nhiều cũng giữ nguyên luôn. Câu số 5 có từ now ở cuối câu thì mình sẽ dùng hiện tại tiếp diễn. To be cộng verb in, is cooking. Số 6 có từ now cũng hiện tại tiếp diễn, to be cộng verb in, nhưng đảo ngữ, đảo to be lên trước, thành là is my doing. Và mình hỏi tiếp diễn phía sau mình cũng nên trả lời tiếp diễn luôn cho nó cùng thầy, thành là CA playing in the garden. Câu số 7 có at the moment cũng hiện tại tiếp diễn, to be cộng verb in ha. Có một số bạn là chỉ verb in không phải to be đâu cả. Is reading. Và phía sau sẽ là are listening. Câu số 8 có từ nào cũng tiếp diễn luôn. What is your father doing now? Và hỏi tiếp diễn thì trả lời mình nên dùng cùng một thầy. Is reading. Câu số 9, every. Có every thông thường người ta hay dùng thì hiện tại đơn. Nó chỉ một sự lặp đi lặp lại. Và mình là chủ ngữ sit thì động từ mình thêm s. Place. Mấy giờ bạn đi ngủ? Một câu hỏi rất là bình thường thì mình sẽ dùng hiện tại đơn. Không có thể hiện một cái gì tiếp diễn ra hết. Mình sẽ mượn trợ động từ. Đối với you thì mình sẽ mượn do. What do you go? What time do you go to bed? Câu này cũng vậy thì tại đơn ha. See mình sẽ mượn đơ. Khi mình mượn đơ rồi từ từ travel sẽ giữ nguyên nha. Không có thêm gì hết. Và phía sau see là chủ ngữ sit thì walk sẽ thêm s. Câu số 12, Kate là chủ ngữ sit, place thêm s. Và see ở phía sau cũng vậy luôn. Nhưng mà do có now hiện tại tiếp diễn cho nên mình dùng is playing. Kate thì chơi volleyball là bóng chuyền mỗi ngày vào buổi chiều. Tuy nhiên thì hiện nay cô ta đang chơi badminton là cầu lông. Tuy nhiên hiện nay là mình chỉ một cái sự nhấn mạnh là đang diễn ra. Câu số, cho nên mình dùng tiếp diễn ở đây là is playing. Câu số 13 should là nằm trong nhóm động từ khiếm khuyết. Một số người gọi là động từ khuyết thiếu, tiếng Anh gọi là modal verbs.
Thì sau modal verb, sau động từ khiếm khuyết đó, thì chúng ta sẽ dùng nguyên mẫu. Should thì cộng với động từ nguyên mẫu. Can cũng cộng với nguyên mẫu. D, be ở đầu câu có nghĩa là có. Và be thì mình sẽ chia theo danh từ ở phía sau. Ở đây là many students là số nhiều. Số nhiều thì be mình sẽ chia thành là are. They are là có nhiều sinh viên trong lớp. Ở cái phần sắp xếp lại thì thầy không giải thích nhiều, tại vì clip cũng có vẻ hơi dài thời gian rồi. Cho nên là thường các bạn sẽ nhìn cái câu đó và các bạn sẽ sắp xếp theo vị trí của một câu mà mình thấy nó hợp lý về ngữ pháp. Thì các bạn có thể dừng clip lại để mà mình sắp xếp. Sau đó rồi mình sẽ cho clip chạy tiếp để mình nhìn thấy đáp án ha. Ví dụ như câu này, are you at school now? Bạn hiện nay có ở trường không vậy? How many lessons do you have today? Hôm nay bạn học bao nhiêu bài học, ý là bao nhiêu tiết học? Bao nhiêu môn, bao nhiêu tiết? He has English 3 times a week. Anh ta học tiếng Anh 3 lần một tuần. Do you read books in your free time? Bạn có đọc sách vào thời gian rảnh hay không? Where are you from? Bạn đến từ đâu? You can have this book when I finish it. Bạn có thể có cuốn sách này khi tôi hoàn thành nó, khi tôi đọc xong á. I study with a partner twice a week. Tôi học với một người bạn, partner có thể là đối tác, một người bạn, hai lần một tuần. She goes to school on foot every morning. Cô ta đến trường on foot là bằng chân, nên mình sẽ hiểu là đi bộ. Cô ta đi bộ đến trường mỗi buổi sáng. My parents live in a small village in the countryside. Bố mẹ tôi sống tại một ngôi làng nhỏ ở miền quê. He doesn't go to school on Saturdays and Sundays. Anh ấy không hề đi học vào các ngày từ Saturday to Monday, mình sẽ hiểu là các ngày thứ bảy. Và Sundays cũng vậy, và các ngày chủ nhật. We read short stories in literature lessons. Chúng tôi học về những câu chuyện ngắn trong giờ học văn học. I write a lot of new words at school, at home. Tôi đã học rất nhiều từ vựng ở nhà. The main character of the story is Thiều. Nhân vật chính của câu chuyện là Thiều. Đây là đang đề cập đến cái chuyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Nguyễn Nhật Ánh, đã dựng thành phim. Các em có thể tìm hiểu thêm. Câu chuyện cũng rất là hay. He rides a bike to the library. Anh ta đã lái một chiếc xe đạp đến thư viện. They will come back home after school. After school mình sẽ hiểu là sau giờ học. Sau giờ học họ sẽ về nhà. Ở phần viết lại câu, chúng ta thấy ở trên có là có 20 phòng học á. Trong trường tôi thì có nghĩa là trường tôi có 20 phòng học. There are thì tương đương với have hoặc là has. Ở đây thì my school suite thì mình sẽ dùng là has. Như vậy câu này sẽ là my school has 20 classrooms. Chúng ta nhớ thêm s và từ classrooms, các em hay quên lắm. Câu số 2, cái bàn này thì rất bẩn thì tương đương với đây là một cái bàn bẩn. Mình sẽ đưa dirty lên trước, tính từ đứng trước và danh từ đứng sau. Và khi mình dùng danh từ thì mình lại nghĩ tới một mạo từ. Ở đây mình sẽ dùng are. This is a dirty table. Số 3, bố của anh ta lái taxi. Và người ta yêu cầu là bố của anh ta là thì mình sẽ nghĩ đến là một người lái taxi. Thì mình sẽ đổi từ taxi lên trước và mình đưa từ drive thành danh từ. Đương nhiên mình sẽ dùng với mạo từ thành là his father is a taxi driver. Số 4, the teacher like most is Mr. Yên Khánh là mình từ tự mình chọn ra thì mình có thể mình giật gọi gì ta, lăng xê, tự lăng xê mình chút xíu đi. Các em thông cảm. Thầy giáo mà tôi thích nhất là thầy Yên Khánh. Thì ra là thầy Yên Khánh là thầy giáo tôi yêu thích. Mình sẽ dùng từ favorite là yêu thích. Favorite teacher là giáo viên yêu thích. Mr. Yên Khánh is my favorite teacher. Số 5, tôi không thích môn toán và môn lý. Mà người ta dùng là I am thì mình sẽ nghĩ là một tính từ gì có nghĩa là thích, thì đó là một cụm đó là be interested in là thích, mà be ở đây chia thành am rồi thì mình sẽ thêm interested in nữa là xong. I'm not interested in maths and physics. Đuối chưa các em? Nếu đuối rồi thì các em nhớ là
có thể dừng clip lại, làm gì đó rồi tí xíu nữa mình quay lại uống đi uống nước gì đó, mình quay lại mình sẽ nghe tiếp ha. Bây giờ mình sẽ qua bài reading. Những cái bài reading này đều mang chủ đề hôm hết, do thầy chọn lựa rồi và thầy viết lại rồi. Thầy đọc qua cho các em nghe để các em có thể tìm hiểu về các phát âm. My school. Hello, I'm Kanji. I'd like to tell you about my school. I go to Zhongwutong Secondary School, Tihua City, Fujian Province. My school is not far from my house. I usually walk to school in the morning. My school has four floors. My classroom is on the second floor. This is a computer lab, a library, a music room in my school. My favorite place is the school yard. I like to play soccer there. I really like my school. Trường của tôi, xin chào, tôi là Khánh Chi. Tôi muốn nói cho bạn nghe về trường của tôi. Tôi đến trường cấp 2 trong quốc toán, tức là tôi đi học á, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trường tôi thì không xa nhà. Tôi thường đi bộ đến trường vào buổi sáng. Trường tôi thì có 4 tầng. Lớp của tôi ở tầng 2. Có một phòng lab vi tính, có một thư viện, có một phòng nhạc trong trường. Mà nơi tôi yêu thích chính là sân trường. Tôi thích chơi đá banh ở đó. Và tôi thực sự thích trường của tôi. Câu hỏi như sau: What is the name of Kanji School? Tên của trường của bạn Khánh Chi, chứ không phải là tên Khánh Chi đâu, mà là tên trường là gì? Câu trả lời như sau. Đó là trường Trần Quốc Toản. Số 2, hỏi bằng is to be nè, thì các em nên nhớ nó là yes no ha. Mình sẽ trả lời yes và no liền khi mà thấy động từ to be đứng đầu câu. Ở đây trường gần cho nên mình sẽ trả lời no it isn't. Trường có bao nhiêu tầng? How many floors are there in her school? Mình sẽ trả lời là có 4 tầng. Which floor is her classroom on? Lớp của cô ta ở tầng mấy? Mình sẽ trả lời là tầng 2. It is on the second floor. Số 5, where does she play soccer? Cô ta chơi bóng đá ở đâu? Mình sẽ trả lời là trong sân. Chúng ta qua đoạn thứ 2. My school is located là nằm ở the center of Buôn Ma Thuột City, Đắk Lắk Province, trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. It has many electric thì ở đây là có xe nè, xe hơi, máy bay, tàu lửa, xe đạp. Xe đạp ở đây không có S và tàu lửa không có S cho nên mình sẽ loại đi, tại vì many là phải đi với từ số nhiều. Do đó mình sẽ chọn phương án A chứ không thể nó có máy bay được. Trường không thể nó có máy bay trong đó được, cho nên mình sẽ chọn câu A là chuẩn hơn. My school là số ít cho nên mình sẽ dùng với has. Có một large stadium, là một sân vận động lớn với nhiều dãy ghế. Và một cái gì đó được bao phủ với hoa hồng. Hoa hồng thì mình sẽ nghĩ ngay tới một cái vườn, garden. Và cái điều mà gì đó nhắc về trường tôi là có không chỉ là một cái hồ bơi bên ngoài trời mà còn có hai hồ bơi bên trong nhà. Như vậy là điều đó rất là thú vị. Câu A là hạnh phúc, câu B là boring là chán, câu C là interesting là thú vị, và câu D noisy là wow. Phù hợp nhất sẽ là thú vị. Vào thời gian rảnh, vào giờ ra chơi đó, chúng tôi có thể làm gì với cuốn sách? Cuốn sách thì mình sẽ là đọc. Read books in the library, a place games, the video game room. Chúng ta qua đoạn cuối cùng. Cô Hương Lan là cô giáo yêu thích của tôi. Cô ta luôn luôn làm tôi cười bởi vì. Because. So là vì thế. However là tuy nhiên. But là nhân. Okay. Because she always makes me smile when I'm sad and makes me làm cho tôi như thế nào đó mà những người khác không thể làm được. Ở đây là cười, khóc, chán, mệt mỏi. Thì mình đang khen mà, tại giáo yêu thích mà, cho nên mình sẽ chọn life. Ok, she always, cô ta luôn luôn suy nghĩ đến, luôn luôn quan tâm đến cái cảm xúc của tôi, và tôi biết tôi có thể nói với cô ấy mọi thứ. Cho nên chúng ta sẽ chọn nói với, ở đây là tell. I know I can tell her everything. Và câu số 4, cô ta làm cho tôi cảm thấy safe, là an toàn khi tôi ở bên cô ấy, with her. Chúng ta sẽ dùng
từ này. Khi mẹ tôi qua đời, ở đây thì quá khứ các em chưa học, nhưng mà trong một bài reading thì mình không có nhất thiết là mình lúc nào cũng phải là có những cái mà người ra đề họ có thể thách thức mình, cho nên là mình có thể đón để mình làm ha. Cái quan trọng nhất là cái chỗ mà mình cần điền vào mình phải nắm rõ này. Khi mẹ tôi mất thì bà ấy luôn ở đó trong mỗi giây phút, mỗi cái giai đoạn đó, mỗi lúc. Và khi tôi nhìn lại tôi ngay bây giờ thì cái điều duy nhất mà tôi muốn nói đó là cảm ơn cô vì mọi thứ cô đã làm để giúp đỡ gia đình tôi. She even has my birthday on her calendar. Cô ta thậm chí còn ghi cả ngày sinh nhật của tôi vào lịch của mình. Và cái điều duy nhất chính là từ Phương An đi. Ok. Như vậy là thầy cũng vừa giúp các em ôn lại một tí xíu từ vựng trong Unit 2 là chính của cuốn sách tiếng Anh 6 Alan Smart World. Thầy hy vọng là các em sẽ tiếp thu được một cái gì đấy. Rất tiếc là thời gian có hạn cho nên thầy không thể nào đi kỹ hơn. Chứ thực ra là thường thường nếu mà dạy ở trong lớp thì thầy giảng rất là kỹ. Nhưng mà ở đây thì thầy cũng chỉ muốn nhắc nhở thôi vào cái thời gian có hạn. Thầy mong rằng các em sẽ cố gắng yêu thích cuốn sách I Love Smart World cũng như là các em sẽ học giỏi. Chào các em. Goodbye.